hội trường cơ sở 3 của mình tên là Trịnh Công Sơn. Trường Văn Lang được đặt tên là hội trường Trịnh Công Sơn bởi vì đã được sự cho phép của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đặt tên cho một cái hội trường lớn như cơ sở 3 thì nó rất là có ý nghĩa. Nó như hội trường Trịnh Công Sơn thì tụi em nhớ luôn. Tại này nó đặc biệt, dạ, đặc biệt. Với lại hội trường đẹp lắm luôn. Hội trường cơ sở 3 thì em thấy qua hình rồi là cũng rất là bự, hoành tráng luôn. Lúc mà tưởng tượng là em không nghĩ hội trường lớn như vậy. Để nó siêu to, siêu khổng lồ. Nó hoành tráng hơn những cái hội trường từ trước giờ của trường Văn Lang. Khi mà bước vào là em bị choáng ngợp bởi cái không gian. Nó rất là lớn và rất là hiện đại. Thiết kế rất là hoàn chỉnh, nhìn rất là sang. Để lôi cuốn được giới trẻ đến nhạc Trịnh thì em nghĩ là cũng cần những người đi trước. Khi mà mẹ em hay nghe nhạc Trịnh thì em nghe theo mẹ. Ở nhà em thì ba em rất là thích nghe nhạc Trịnh nên em cũng một phần là ảnh hưởng từ ba. Em có nghe nhạc Trịnh và em cũng hay hát nhạc của Trịnh Công Sơn lắm ạ. Nó cho em cái cảm giác như là sống lại những ngày xưa cũ với những cái background, những cái câu chuyện đằng sau những cái bài hát đó. Nó có một cái nỗi mang mát buồn nhẹ nhẹ xong rồi dạ đó, em gu của em như thế. Người nghe cảm thấy có một cuộc sống là vui vẻ, giống như cái bài là mỗi ngày chọn một niềm vui á. Em hay nghe và đã từng hát một bài Còn Tuổi Nào Cho Em. Cát Bụi nè, Hoa Hồng Nhỏ, Ru Ta Ngậm Ngùi, Gia Tài Của Mẹ, Mưa Hồng, Diễm Xưa, Một Cõi Đi Về. À, bài Nói Vòng Tay Lớn là tại vì em thấy nhạc Trịnh nó rất là buồn á, cho nên vậy mới biết là Nói Vòng Tay Lớn là của nhạc Trịnh luôn á. Nếu như mà có một đêm nhạc của Trịnh Công Sơn mà diễn ra ở trong hội trường Trịnh Công Sơn luôn thì em cảm thấy nó rất là đặc biệt. Tụi em có thể tham gia một cái chương trình nhạc mà chuyên nghiệp do các ca sĩ nổi tiếng trình diễn trong một cái không gian rất là hiện đại mà hoàn toàn miễn phí thì em thấy rất là ý nghĩa đối với sinh viên tụi em. Chúng ta có thể nghe được cái cách thể hiện ngày xưa của những nghệ sĩ xưa. Em mong muốn mọi người có thể gắn kết chung với nhau, có một niềm đam mê âm nhạc. Em được nghe nhạc Trịnh từ nhỏ là bố em mở nghe nên em thích rất là nhiều bài. Dạ nếu mà được thì chắc chắn là em sẽ đi xem và ngồi ghế đầu tiên luôn.